kèo anh. Xính về mồi ăn nhé. Này con này về không đá. Xính mồi ăn này. Mái khá to anh em ạ. Bịt mái to lắm. Đánh một mẹ bên kia, mẹ bên này mồi giả, mẹ này mồi ăn bằng kỳ nhông nhé. À, ok. Anh em nào có muốn mua 70 bịt thì cứ liên hệ cho em chèn số điện thoại trên video, cầm lấy con bịt bữa ăn bịt. Đừng lôi ấy, đứt con kỳ nhông mất. Anh em nào có cần mua 70 bịt thì cứ liên hệ em chèn số điện thoại trên video nhé. Bên em có cung cấp rất là nhiều mẫu, từ mẫu inox đến cái mẫu bằng kẽm nhé. Đủ mọi mẫu cho anh em luôn. Ok, cảm ơn anh em đã coi video.